Hé lộ sự cố bất ngờ trong lễ tang vua phim cương thi Lâm Chánh Anh sau 22 năm ngày mất. Lâm Chánh Anh sinh năm 1952 trong một gia đình có 6 anh chị em. Cha mẹ của Lâm Chánh Anh làm nghề nấu nướng thuê nên bữa ăn của mọi thành viên trong gia đình sống chủ yếu nhờ nghề bán đồ ăn đường phố. Họ cho Lâm Chánh Anh theo học tại trường tiểu học Hung Di ở Hồng Kông. Tuy nhiên, thời ấy Lâm Chánh Anh chơi cùng nhiều bạn bè xấu nên không tha thiết chuyện học hành. Sau 2 năm theo học, ông quyết định bỏ ngang vì gia đình quá khó khăn và tham gia đoàn kịch từ những năm 1963. Cũng giai đoạn này, ông gặp sư phụ Vô Chiên Nguyên, trở thành đồng môn với nhóm Thức Tiểu Phúc. Vào tuổi 17, Chánh Anh trở thành thầy dạy võ và diễn viên đóng thế tại Sabrazer Studio. Lâm Chánh Anh bắt đầu nở rộ tài năng sau khi trở thành sát thủ cầm quạt trong The Manic Khi Bút Tre. Sau vai diễn trong The Manic Khi Bút Tre, Chánh Anh tham gia nhiều dự án phim khác, nhưng bộ phim thực sự mang lại thành công cho ngôi sao võ thuật này phải kể tới Cương Thi Tiên Sinh. Năm 1985, khi bộ phim Cương Thi Tiên Sinh ra mắt đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn khán giả và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, nam tài tử cũng được đề cử nam diễn viên xuất sắc trong bộ phim này. Từ đó làm bùng nổ thể loại phim ma về đề tài cương thi ở Hồng Kông. Trong những năm tiếp theo, Lâm Chánh Anh tiếp tục xuất hiện trong vai thầy Pháp trong các bộ phim về cương thi như Cương Thi Tiên Sinh 2, 1986, Cương Thi Tiên Sinh 3, 1987, Đạt Cảnh Diệt Ma, 1990. Năm 1995, Lâm Chánh Anh được hãng ATV mời về với thù lao rất cao, đảm nhận vai chính, cũng là một đạo sĩ trong bộ phim truyền hình Cương Thi Đạo Trưởng dài 30 tập. Nhờ có sự xuất hiện của Lâm Chánh Anh, bộ phim thành công rực rỡ. Cuối năm 1997, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên họ Lâm được phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh đã di căn. Cái chết của ông khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng thương xót cho một ngôi sao tài năng nhưng bạc mệnh. Sau khi ông mất, Hồng Kim Bảo, Thành Long là những người đứng ra lo liệu tang lễ. Sau 22 năm ngày mất của Lâm Chánh Anh, tờ Tì Ao đã có bài viết tri ân nam diễn viên quá cố. Trong đó, câu chuyện đại ca Hồng Kim Bảo bỗng nhiên nổi giận trong tang lễ Chánh Anh cũng được nhắc đến. Tì Ao cho biết Lâm Chánh Anh và Hồng Kim Bảo vốn là anh em tốt trong làng giải trí lúc bấy giờ. Họ gặp nhau lần đầu trên phim trường Ít Tân Con Do, nam diễn viên họ Lâm là diễn viên khách mời trong phim của Hồng Kim Bảo. Vì có chung tình yêu với võ thuật và niềm đam mê diễn xuất, cả hai nhanh chóng kết nghĩa huynh đệ, âm thầm hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Đáng tiếc Lâm Chánh Anh sớm ra đi vì căn bệnh ung thư. Hồng Kim Bảo khi đến đưa tiễn nam diễn viên họ Lâm đã nổi giận lôi đình ngay trong tang lễ. Nhắc lại chuyện xưa với tờ Tì Ao, đại ca làng võ không giấu được sự đau lòng. Ngày đưa tang cậu ấy, tôi tức giận lắm. Người anh em đã ủy thác cho tôi tổ chức một đám tang theo đạo Thiên Chúa vì cậu ấy là con của chú, nhưng khi đến, tôi lại thấy tang lễ làm theo nghi lễ nhà Phật. Tôi muốn làm theo di nguyện cuối đời của Chánh Anh nhưng không được. Vì vậy, tôi đã không thể kiềm chế được sự nóng nảy của mình. Theo Tì Ao, bên cạnh lý do trên, còn một nguyên nhân khác khiến Hồng Kim Bảo tức giận chính là việc Nguyễn Quỳnh Đang, bạn gái của Lâm Chánh Anh đã không đến lễ tang do bận đóng phim. Báo chí Trung Quốc cho biết mối quan hệ giữa nam diễn viên họ Lâm và Nguyễn Quỳnh Đang trước khi mất rất tốt, Hồng Kim Bảo cũng biết điều này. Chính vì vậy, ông béo làng võ thuật cho rằng việc nữ diễn viên họ Nguyễn không đến tang lễ của bạn trai là hành động đối xử tàn nhẫn với người huynh đệ của mình. Tuy nhiên, mới đây trong bài viết của mình, Tì Ao đã tiết lộ một sự thật mà năm xưa vì Hồng Kim Bảo không biết nên đã trách nhầm Nguyễn Quỳnh Đang. Theo đó, trước khi mất, Lâm Chánh Anh đã chủ động chia tay Quỳnh Đang vì biết mình không thể qua khỏi. Bản thân nữ diễn viên họ Nguyễn cũng đã đến lễ tang. Cô thậm chí còn dùng danh nghĩa là vợ của Lâm Chánh Anh để đưa tiễn nam diễn viên. Lâm Chánh Anh, 1952-1997, là đạo diễn kiêm diễn viên võ thuật nổi tiếng tại Hồng Kông. Ông để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Cương Thi Tiên Sinh, Cương Thi Đạo Trưởng, Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười Ba, Người Dọa Người, Kỳ Mưu Diệu Kế Ngũ Phúc Tinh, Chờ Người Trở Về. Sự ra đi của Lâm Chánh Anh khiến dòng phim cương thi của truyền hình Hồng Kông dường như không ai có thể làm lại. Rất nhiều khán giả cho rằng nếu là phim cương thi phải có mặt đạo sĩ Lâm Chánh Anh. Còn không có Lâm Chánh Anh thì mọi bộ phim cương thi đều là hàng nhái. Video: Lâm Chánh Anh thu phục cương thi. Quốc tịch: TG.